Cuối không nổi với ông nội. Ông nội được được ăn rồi. Rồi, chào mừng quý anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì cuối tuần thứ bảy các bạn rảnh rỗi là đi tiếp tục chia sẻ hình ảnh bánh xèo cho mọi người. Đây khai cái câu đầu tiên này mọi người ơi. Dặn đi về. Có quà đi về. Có quà đi về. Mấy nay bà nội cũng xem bình luận ý kiến của bà con, bây giờ bánh nổ là siêu đẹp. À, anh với con dâu là chưa có lên nhưng mà có bánh, có quà rồi mọi người. Có quà quê, bánh ít với lại là bánh da lợn. Đây, bánh ít này là bánh ít Tiền Giang nha các bạn, bánh ít ở Tiền Giang. Ở trong thì trắng nhưng nội xanh nha các bạn. Đây nè mọi người. Review bánh ít cho con. Chúc này, chúc trời chị hai lên luôn ạ. Chúc ông bà cô chú làm năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài phát lộc, tiền vô như nước, càng nhiều sức khỏe. Ok. Đây đâu lúc đầu nữa các bạn. Phân ra hai khu luôn. Cải xanh, rau thơm, salad. Ủa vậy làm sao có bánh ít lên chút. Chút nữa lên đuối rồi sao đổ bánh xèo được. Mấy cái anh? Hai giờ là gần tới 2 giờ rồi. Để là làm luôn á, là anh tới rồi. Hay là chờ. Bánh xèo cách đặt còn lại. Ba cái bánh xèo, một cái 40.000 lấy tôm không lấy thịt. Ok. Tức là 40 là đặc biệt á, nó tôm không á? À, tôm hơn là ba. Tôm không là ba cái. Còn hai cái bình thường. Đâu giờ chiều nắng quá, đầu giờ chiều nắng không nắng là mát á, bữa nó nắng trực diện vô luôn. Phía bên kia cái xe nước miếng người ta cũng có cái các bạn các bạn mát luôn à. Mấy cái cô ăn tại chỗ hả? À, ăn tại chỗ chạy vô nhà luôn hả? Có nhiều khách tranh thủ à, tranh thủ anh để quay á. Chờ. Mấy chú cũng có quà nha. Dấu hả? Tay. Gì đây, gì đây, gì đây, gì đây? Gì đây? Trời ơi, quà miền Tây. Chú cảm ơn nha, cảm ơn bà nội. Bánh xèo là con trời ơi. Bánh ít với bánh da lợn á. Bánh đất Gia Lợi ngà Tiền Giang, Tiền Giang hả? Trời, trời bữa nay có lộc, có lộc, có lộc. Chưa mới vừa tới con trai tặng quà, bà nội tặng quà.
bà nội ngoại, bà nội ngoại luôn nha. Chứ nói một người nữa đội thêm nữa. Cảm ơn bà nội ha. Cảm ơn bà nội, cảm ơn bà ngoại. Mới vừa nghe hồi tối đây mà đi cái này là gửi xe lên. Bà Quy có bà Hà đang đang lên đó. Chưa. Dạ. Ừ, cảm ơn ông nội nữa chứ, ông nội chút nữa ý kiến ông nội ăn cơm trong trong kia. Ông nội ông nói cơm trưa chứ bà nội. Chưa, cơm trưa quá. Tại vì chỉ có bà nội đứng để bánh xèo thôi, bà ngoại giờ. Bán bánh xèo là no rồi. Bán bánh xèo là no. Địa chỉ là 321 Trần Bình. Đặc biệt là có bán online ship online. Giờ có một đoàn đoàn khách cỡ 20 người ha. Một đoàn YouTuber này như bây giờ không cài cái bánh xèo không, bây giờ cho tôi review với anh YouTuber nha. Giới thiệu đường kênh trên mạng xã hội cho bà con cô bác này, mọi người thôi 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 hôm nay mình được quà luôn anh cài. Độc quyền hay sao? Đúng rồi, độc quyền luôn á. Ở dưới quê Tiền Giang gửi lên như thế này. Tôi mới ăn một cái bánh nếp nhân dừa rất là ngon. Dạ. Đây là khúc quê là Kiệt đang quay nha các bạn. Đây là về quê rồi cả nhà. Rồi về có công việc công việc gấp. Caramel hả? Về công việc gấp lên liền. Về gửi đặc sản lên cho mấy mấy anh YouTube. Đặc sản lên trước rồi rồi làm công việc xong lên sau. Ngoại về đó là ngoại về luôn. À chợ ngoại về là về luôn cái gì? Về không có lên. Dạ. Bà nói không cho, bà nói không cho, chúng ta về đi. Chúng ta về. Quá chị, quá chị. Này bỏ cái hai bỏ tờ rồi. Rồi chúng ta với bé Hà về quê. Lấy thằng giấy tờ gì đó cả nhà. Giấy tờ cho mấy bé đi học. Đó. Cái bên nào vậy? Hot boy nè. Xe máy. Đi ngoại. À 6 giờ sáng mới đi hả ngoại? Đúng rồi. À con tưởng là 4 giờ chứ. Có bé Hà với lại thím ba đi thôi. Ồ 6 giờ sáng đi mà chạy về đó cũng 3-4 tiếng đồng hồ. Chạy ngược lên là đuối á. Đúng rồi. Quá nắng. Nắng quá giờ mình lên nắng chạy đi thì mát. Cái đây này dưới nó cũng lại đây nè, giờ chiều lên. Chứ không phải hả mà cái cá mà về từ đây dưới không được. Chạy nhanh đi hả? Ồ, chạy lẹ dữ vậy. 50 cây. À, 50 cây số giờ. Đi 100 cây lận. Ý là 50 cây số giờ 2 tiếng. Ở sáng sớm này chỉ vô vậy, không có sợ. Tự nhiên nó về là cơ là không có sợ. Ở nhà tôi 100 cây mà tôi chở 2 tiếng rưỡi. À. Nắng lắm. Chạy về buổi sáng chạy càng xa. Không, với lại ngay lúc này về nó nhanh, ra quốc lộ chạy. Ở trong mấy cái quận khác rồi, ra quốc lộ nó mất thời gian. Cô giáo còn mấy người chắc là lên đây là bán túi rồi. Chắc là lên này cũng được nhiều cái mỗi lần mà đi. Có hàng lúa mà lên là cũng bán đi mà. Hứa rồi hả? Sung dưới nghe nhiều quê khói gì. Hồi tối nghe nhiều quê mà anh vừa đổ bánh xèo mà anh vừa ca hát mừng. Mừng. Thím thím nói thôi con. Con đi mà con ngủ là thím không cho đi. Xèo bánh xèo nè, qua thịt qua quay chụp đi. Review bánh nếp Tiền Giang không? Tới chưa chị, nó tới chưa? Tới đâu? Xe từ đầu chưa giờ hả? Ở đằng ngoài đi ra nó ra. Đây là Tiền Giang.
thì chạy về chạy đây cũng nếu xe máy cũng khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Dữ vậy hả? Ở đó thì mới chờ. Mình đi từ từ mà. Đi xe đâu có đi cao tốc đâu. 100 cây số rồi. Hơn. Hơn 100 cây. Cái này là cái đặc biệt cho anh Grab hả nội? Anh Grab chuẩn bị tới anh lấy. Nén. Nén. Nén đèn gà. Mình cũng lên bếp nha anh em. Lên bếp. Lên bếp đó. Hồi sáng anh đón Việt Kiều Mỹ. Rồi bạn đồ đẹp lắm. Đẹp rực rỡ luôn. Sân bay hả? Mr. Đàm. Mr. Đàm hả? Ờ, giải đăng Mr. Đàm. Nhưng mà không dám nói Mr. Đàm. Theo quay hả? Sáng bằng đồ đẹp lắm. Kêu sao bữa nay anh này bằng đồ đẹp dữ. Quận 6. Quận 6, dạ. Ai không ai bán, anh chỉ có hai bình. Dạ, hôm nay hai bà xui bán thôi. Ông nội chỉ kéo cái quay củi ra thôi. Hai bà xui hay bé là chạy bàn rồi không? Trời ơi, nó ngủ gục. Con hạ nó ngủ gục. Nó ngủ gục chắc. Đi xe kiểu đó không ngủ. Con đi còn ngủ nó gì à. Mới vừa có ra đi Long An, Tân An vậy đâu. Ồ, Tân An. Tân An là còn xa. Thủ 5 giờ đi. 5 giờ mới tới đây. Không giờ đâu. 3 giờ tới. 3 giờ tới từ đó. Đó là con đi á, bây giờ dưới là 2 tiếng hồ. Bên 2 tiếng hồ. Đó, bên bên đây làm bên túi cho lên túi chạy. Không khác dưới đây qua đây chứ cá mũi đâu có nửa tiếng hồ mà cái gì mới đi đó. Ghé chờ, ghé chờ tôi giống ngủ. Còn buổi sáng đi khỏe lên là dưới 12 giờ xuất phát. Như em là em đã chạy xe máy dọc hết các tỉnh miền Tây rồi nhé. Em đi xe máy nhưng mà đi tới đâu ngủ tới đó. Chứ không phải là đi một mạch. Đi tới đâu là ngủ tới đó. Không phải hết các tỉnh miền Tây lúc trước. Lúc năm 2016, 17 là bắt đầu đã đi rồi. Thì dọc theo thú vị lắm. Hết luôn 13 tỉnh miền Tây luôn. Đi hết luôn, đi hết các 30 anh. Đây dưới hàm một cục. Cái này ăn sao? Ừ. Ngon hả? Xin rồi 0986 804 347 nhanh bạc. Bánh xèo rau rừng cô Liên. Cô Liên là mẹ của cô Nhị nha các bạn. Bà nội. Sao bữa nay nhắm là chú Dũng đi, sao trời làm gió đi. Chú Dũng lên lại giờ. Không biết. Để làm bài sao trời làm gió rồi. Khổ không không lời không? Chân anh chân về nhà. Cái này 40 hay là 50 một cái rồi nội? 40 là 50 rồi. 40 là 50 rồi. 40. Tôm là bị vậy. Tôm không có thịt hay gì hết. Tôm không à? Bị con chị? Dạ. Tôm. 40. 2, 3 bánh không hơn. Anh... Grab nãy hả?
này nó nhỏ, người ta phải chờ nhau đi qua cái khu vực này các bạn. Hai bánh đem về, rau hai bánh đem về luôn. Video này là video mới nhất nha các bạn, chiều thứ bảy á. Phía bên này là cái khuôn viên của công viên phần mềm Quang Trung các bạn. Nó rộng lắm, rất là rộng luôn đó. Chỗ này là ông nội ông đã sửa lại rồi nè. Bữa hôm trước mới đầu là lên khó khăn lắm, nó dở thế lắm. Cái đường nó hẹp đó mọi người, ra phải canh. Chưa hấp dẫn chưa? Con xin nhờ nó bây giờ nó hấp dẫn luôn. Anh bánh xèo nhà uống bia. Có khách hàng lâu năm các bạn, tức là cổ bán đã 2 năm rồi, vẫn có một cái lượng khách hàng trước đó. Bây giờ dùng YouTube quay thì có nghĩa là cộng hưởng thêm đó. Nhớ. Cái này là để bỏ trong cái bịch lâm đem về cho nó dễ mọi người. Rất thấm áp. Sao vậy? À, tùy cái đấy là tùy duyên á, tùy duyên luôn á. Dạ duyên luôn á, ví dụ như đi gặp thấy gì hấp dẫn ăn ngon rồi mình quay review luôn á vậy. Còn ví dụ như những người mà họ gọi thì khác rồi. Dạ. Quê ông nội hấp dẫn. Ông nội đang nằm giống đưa. Quay lại các bạn cái quầy rau nè, phía trên là rau cải nha, rau cải thì người ta cuốn luôn á, cái bánh xèo cho nó dễ, kèm theo đó là xà lách nha. Còn cái này là cô ấy sẵn để cho khách mang về mọi người.
xong rồi có rau xá xị nè, rồi có gì cây đinh lăng nè, cây quế nè, cây hình như có lá lốt nữa, rất là nhiều loại rau nha các bạn. Nói chung là cái rau của Việt Nam mình trồng có rất là phong phú và đa dạng luôn. Cái vụ rau này thì ông nội là lo là tròn do luôn, bởi vì cân đối được, ví dụ như một cái bánh thì bao nhiêu rau là hợp lý các bạn, nhưng mà nhiều khách đấy muốn ăn đại chỗ thì có bao nhiêu rau thì bao ăn, còn mang về thì bao nhiêu nó có chừng nha mọi người. Chấm cho là đỡ hai mấy bịch rau này, rau bịch là hai cái bánh này. Hấp dẫn quá, hấp dẫn không? Để cầm anh canh như để trái nha, canh cho bà nội nha. Đây chị hai chị lên rồi, chị mệt rồi, chị không có đổ bánh xèo đâu, con đổ con phụ luôn á, con làm chính luôn rồi đó. Đây hai đuối ha mà đây. Ừ, đuối rồi ha. Giờ đây cho anh trợ tài đúng không? Không ổn rồi, không ổn rồi, tay xẻo rồi. Rồi bà nội rồi, tới rồi xong luôn. Giờ đứng rưới cái dầu rồi xong rồi đó. Rưới dầu là hết nhiệm vụ rồi đó. Đúng rồi. Thấy tay xẻo rồi, thấy xong rồi đó. Nè ra tôi. Nhìn là hấp dẫn rồi, nhìn là biết ngon rồi. Khán giả về vô đa số là mọi người vô bình luận rất là tích cực luôn. Nhiều cô chú mà ở nước ngoài hay vào xem thích khung cảnh ở quê hương. Bếp lửa rất là hấp dẫn luôn. Ăn cơm như khô. Cơm như khô nó ngon. Khô miền Tây.